trợ lý huấn luyện viên Hàn Quốc, thua Indonesia vì kém may mắn. Kata ông Mi Ưng Dè Dòng khen ngợi tinh thần cầu thủ Hàn Quốc, cho rằng đội nhà gục ngã trước Indonesia vì thiếu may mắn trong loạt luân lưu tứ kết giải U23 châu Á. Các cầu thủ Hàn Quốc đã không bỏ cuộc. Dù đá thiếu người, chúng tôi vẫn nỗ lực thi đấu, gỡ hòa rồi đứng vững qua cả hai hiệp phụ. Đến loạt sút luân lưu, chúng tôi đã không gặp may, trợ lý Mi Ưng nói sau khi Hàn Quốc thua Indonesia 10-11 ở loạt đá 11m, sau khi hòa 2-2 qua 120 phút thi đấu trước Indonesia. Thất bại này còn khiến họ lỡ hẹn tấm vé dự Olympic Paris 2024. Theo trợ lý Mi Ưng, Hàn Quốc đến với giải U23 châu Á với lực lượng không phải mạnh nhất, vì không thể triệu tập nhiều ngôi sao sang chơi ở các giải nước ngoài. Ông cho biết, ban huấn luyện được hứa hẹn sẽ có sự phục vụ của một số cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, nhưng thực tế không như vậy. Vì thế, chúng tôi gặp khó khăn về nhân sự. Trên sân Abdullah bin Khalifa, Hàn Quốc phải rượt đuổi tỷ số ngay từ phút 15 sau khi Rafael Stuyck lóe sáng, sút cận chân từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi hiểm hạ thủ môn Park Jong-bum. Tới phút 45, đội bóng xứ Kim Chi gỡ 1-1 khi Im Ji-sung đánh đầu, đưa bóng đập trúng trung vệ Kom Ang-tae-ga đổi hướng. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Hàn Quốc lại bị dẫn bàn. Trung vệ cho Hyun Ta-ek phán đoán sai điểm rơi, để Stuyck thoát súng lần thứ 2 hạ thủ môn Park Jong-bum. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoang Sun-hong tung tiền đạo chủ lực Lee Jung-jun vào sân. Tuy nhiên, chính cầu thủ đeo áo số 6 lại đẩy Hàn Quốc vào thế khó hơn, với cú vào bóng mang tính triệt hạ Stuyck ở phút 70, rồi nhận thẻ đỏ khi va vào cuộc. Nhưng ở thế thiếu người, Hàn Quốc lại gỡ hòa 2-2 phút 84 từ một pha phản công. Hong Jun Sang thoát súng rất nhanh trước khi chọc khe cho Jae-ong Sang, Bin sút chéo góc hạ thủ môn Ari. Trong hai hiệp phụ, không đội nào ghi được thêm bàn. Sau đó, Hàn Quốc và Indonesia vào đá luân lưu. Ở đây, phải tới lượt đá thứ 12, đôi bên mới phân định thắng thua. Thủ môn Ari đẩy quả đá của Lee Kang-hee, trước khi đồng đội Pratama Ahan đánh lừa thủ môn Hàn Quốc, mang về chiến thắng cho Indonesia. Sau trận, phóng viên Hàn Quốc hỏi xoáy vào việc ban huấn luyện để Lee Jung-jun dự bị, dù là cầu thủ ghi bàn tốt nhất, góp 3 trong số 4 bàn của đội ở vòng bảng. Trợ lý Mi Ưng lý giải, chúng tôi làm vậy vì dự đoán trận đấu có thể phải đá hiệp phụ, và Jung-jun không thể chơi trọn vẹn 120 phút. Chúng tôi để cậu ấy vào sân ở hiệp 2, nhưng tiếc là mọi sự không như mong muốn vì tấm thẻ đỏ. Trận này, trợ lý Mi Ưng nắm quyền chỉ đạo Hàn Quốc, từ phút bù giờ thứ 7 hiệp 2 khi huấn luyện viên Hoang Sun Hong phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài. Khi được hỏi liệu có phải Hàn Quốc chủ động kéo trận đấu về loạt sút luân lưu sau khi Jae-ong Sang Bin gỡ hòa hay không, ông Mi Ưng nói, chúng tôi thiếu người nên không có nhiều lựa chọn. Đội chỉ có thể cố gắng thủ chắc, đồng thời trông chờ vào các tình huống phản công hay cố định. Còn chuyện đá luân lưu, chúng tôi cũng đã có kế hoạch từ đầu và thông báo đầy đủ tới các cầu thủ. Họ đã thực hiện tốt, chỉ là thiếu chút may mắn.